tư chuyện từ thiện và câu chuyện pháp lý. Thời gian qua, đặc biệt những ngày gần đây, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi có bà Phương Hằng đưa ra nhiều nghi vấn liên quan đến việc tiếp nhận và sử dụng tiền ủng hộ của mọi người của Thủy Tiên, Mr Đàm, Trấn Thành và trước đây là Hoài Linh. Nhiều người đã bức xúc đòi hỏi các nghệ sĩ phải công khai minh bạch việc sử dụng nguồn tiền ủng hộ bằng việc công khai sao kê tài khoản ngân hàng, thậm chí còn cho rằng các cơ quan chức năng phải vào cuộc yêu cầu các nghệ sĩ phải sao kê nếu phát hiện có việc sử dụng không đúng mục đích phải xử lý trước pháp luật câu hỏi đặt ra đó là những đòi hỏi đó của mọi người có đúng đắn các nghệ sĩ có phải công khai sao kê tài khoản xét dưới góc độ đạo đức việc các nghệ sĩ công khai minh bạch việc tiếp nhận sử dụng nguồn tiền ủng hộ là việc nên làm điều đó sẽ là minh chứng hùng hồn cho nghĩa cử cao đẹp không vụ lợi của các nghệ sĩ khi đứng ra tiếp nhận ủng hộ và tổ chức hoạt động từ thiện. Hơn nữa, việc công khai minh bạch là cần thiết, bởi nhiều người đã gửi gắm vào họ không chỉ tiền mà còn là niềm tin. Càng minh bạch bao nhiêu, uy tín của người nghệ sĩ làm từ thiện càng tốt bấy nhiêu. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, việc làm từ thiện của các nghệ sĩ được quy định như thế nào? Có hay không chế tài và quy định buộc người làm từ thiện phải công khai minh bạch tiền ủng hộ làm từ thiện? Thực tế theo quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định số 64 năm 2008 NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mới chỉ quy định việc tổ chức đứng ra làm từ thiện mà chưa có quy định điều chỉnh đối với các cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, thực hiện việc từ thiện. Hơn nữa, quy định của nghị định mới chỉ giới hạn việc từ thiện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà chưa có quy định đối với việc làm từ thiện khác nhưng giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành thì rất khó để yêu cầu người làm từ thiện phải sao kê tài khoản. Mặc dù vậy, dưới góc độ pháp luật dân sự thì việc người gửi tiền từ thiện cho các nghệ sĩ đã phát sinh quan hệ dân sự. Theo đó, những nghệ sĩ đứng ra tiếp nhận từ thiện chỉ là người đại diện theo ủy quyền của người có tài sản, có trách nhiệm chuyển giao tài sản của bên cho sang cho bên nhận theo thỏa thuận, cam kết trước đó. Nếu người nhận tiền trung gian, tức ở đây là các nghệ sĩ, chưa tuyển tiền trong một thời gian dài và cũng không thông báo cho người gửi tiền biết thì đã không thực hiện đúng ý nguyện của những người làm từ thiện, vi phạm thỏa thuận với họ. Và khi đó, những người đã gửi tiền từ thiện này có quyền đòi hỏi số tiền này lại thậm chí khởi kiện ra tòa án dân sự. Hơn nữa, nếu cá nhân vận động quyền góp từ thiện gian dối, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, tài sản hoặc lợi dụng từ thiện để vụ lợi, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình, tùy thuộc tính chất, mức độ, vi phạm theo quy định tại Bộ Luật Hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Từ thực trạng pháp luật nêu trên cho thấy, để có thể quản lý được hoạt động từ thiện của cá nhân nhằm hạn chế, phòng chống các hoạt động lợi dụng việc vận động từ thiện để vụ lợi, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật. Cụ thể là cần phải sớm ban hành nghị định mới, thay thế cho nghị định 64 của chính phủ. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính đã trình chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định 64 theo hướng bổ sung quy định cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp từ nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước theo hai phương án. Phương án 1 quy định theo hướng khi cá nhân có nguyện vọng vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tài, dịch bệnh, sự cố thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận đối với tiền, địa điểm tiếp nhận đối với hiện vật. Đồng thời, việc phân phối sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện Cá nhân cần thông báo cho chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ về phạm vi, mức, thời gian hỗ trợ để được phối hợp hướng dẫn việc thực hiện phân phối nguồn đóng góp từ nguyện cũng như đảm bảo an toàn, trật tự xã hội. Mặt khác, cá nhân có trách nhiệm báo cáo, công khai về hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp từ nguyện khi được yêu cầu. Phương án 2 chỉ quy định một điều rất chung, đó là khi thiên tai dịch bệnh, sự cố xảy ra trong nước gây thiệt hại về người tài sản hoặc ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Cá nhân được phép vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn. Các cá nhân phải tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan. Tôi có lẽ trong là hai phương án, trên, phương án trên, phương án một là phù hợp nhất. Bảo đảm nhà nước có thể quản lý được hoạt động vận động, đồng, tiếp nhận từ thiện của, hội của hội cá nhân, hạn chế việc vận động từ thiện để trục lợi, Tuy nhiên, nên chăng cơ không chỉ quy định việc cá nhân có trách nhiệm báo cáo, công khai về đoạn hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp từ nguyện khi có yêu cầu, mà thậm chí nghị định mới cần phải quy định đây phần phần là điều kiện bắt buộc theo hướng quy định cụ thể, thời gian, hình thức công khai, đảm bảo các cơ quan nhà nước, người dân có thể nắm được thông tin một cách minh bạch về việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn tiền đóng góp từ thiện. Mặt khác. Thiết nghĩ, nghị định mới thay thế cần phải mở rộng phạm vi áp dụng, không chỉ quy định việc hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, mà còn áp dụng cho các hoạt động hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Việc ban hành nghị định mới thay thế nghị định 64 với những khuyến nghị nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng hoạt động vận động từ thiện của cá nhân sẽ được quản lý một cách chặt chẽ, sẽ ngăn chặn được các hoạt động trùng lợi từ thiện, và sẽ không còn những lùm xùm về câu chuyện cá nhân nào đó hay nghệ sĩ làm từ thiện như những ngày qua